Vâng, xin được nhiệt liệt chào đón tất cả quý chị, quý khách hàng thân yêu trên khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh bán hàng của kênh bán hàng 34 Phan Nhịp Cầu Xe Cũ, có địa chỉ duy nhất bán hàng tại số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Và thông tin mới nhất trong ngày hôm nay để gửi đến quý chị là một chiếc Hyundai Accent được sản xuất năm 2016 phiên bản số sàn quý chị nhé. Và đây là bản Blue nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Và đây, chiếc xe này đang chào bán cho quý chị với mức giá là 360 triệu đồng. Một chiếc xe đã được chủ nhân độ phun kịch đồ chơi quý chị ạ, mấy chục triệu tiền đồ chơi vào chiếc xe này. Và chiếc xe là khẳng định là một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ đầu đến bây giờ, biển Hải Dương. Rất là đẹp luôn, một chiếc xe màu trắng ngọc. Một mẫu Hyundai Accent mà quý anh chị nhìn về mặt form dáng cực kỳ thể thao phải không ạ? Đấy, từ những cái bộ la răng quý anh chị có thể nhìn thấy là 5 chấu được chủ nhân độ lên cái la răng thể thao tuyệt đẹp luôn. Kể cả từ những củ phanh cũng vậy, quý anh chị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, 4 bánh đều được trang bị phanh đĩa, phanh ABS chống bó cứng phanh, cực kỳ an toàn. Rất đẹp luôn. Về tổng thành chiếc xe này, phía ngoài thân vỏ thì quý anh chị có thể quan sát thấy ngay, không một vết xước nhỏ. Tình trạng thì xin bao cam kết cho quý anh chị là không đâm xô tai nạn, không thủy kích ngập nước. Rất đẹp luôn, một chiếc xe Accent 2016. Và phía sau quý anh chị có thể quan sát ngay. Đấy, chủ nhân đã độ lipo này. Hai ống xả đúng không ạ? Độ lipo phía sau cực kỳ thể thao luôn. Lát nữa thôi chúng ta sẽ đi chi tiết vào phần nội thất bên trong xem là chiếc xe này sau hơn 5 năm sử dụng chủ nhân đã độ lên những cái gì và giữ lại những giá trị như thế nào. Thì lát nữa đây thôi, sau khi tổng thành bên ngoài thân vỏ thì chúng ta sẽ tiến sâu phần nội thất cũng như là khoang máy gầm để chúng ta nắm bắt được chi tiết chiếc xe này nhé. Rất đẹp phải không ạ? Đó. Rồi, vừa rồi đã đi một vòng tổng thành và giới thiệu cũng như là nói về tình trạng của chiếc xe này để cho quý anh chị nắm bắt thông tin. Để khẳng định điều đó thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết sâu vào trong tổng thành chiếc xe này nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào phần nội thất của chiếc xe. Một chiếc xe phiên bản số sàn với hộp số 6 cấp, đi rất là mượt mà êm ái. Bên cạnh đó chủ nhân đây, quý anh chị có thể nhìn thấy ngay, rất cẩn thận. Đầu tiên từ cái phần trần, phần trần trần nỉ nguyên bản theo xe, được tráng một cái lớp bóng kính đấy, ni lông để bảo vệ cái trần cũng như là cách âm cách nhiệt rất tốt đúng không ạ? Ghế thì được bọc lên bộ ghế da hai màu, rất tuyệt vời, rất đẹp. Thực sự là như vậy. Đây, quý anh chị nhìn thấy cần số của chiếc xe đây, đi rất là ít, tác động hàng ngày luôn nhưng mà còn đẹp như thế này. Và được chủ nhân độ lên một cái màn hình Android cực kỳ là lớn đúng không ạ? Rất chi là lớn, rất giữa trung tâm điều khiển, màn hình giải trí rất ok. Đây, vô lăng đây, phải nói là rất đẹp phải không ạ? Phải nói là rất đẹp. Một chiếc xe nội thất giữ gìn rất cẩn thận, khá cẩn thận khi mà được chủ nhân thêm một cái lớp lỉ để bảo vệ cái bề mặt táp lô, tránh tình trạng ố bạc về mặt thời gian. Rất đẹp, rất hợp lý. Và trong chiếc Hyundai Accent, quý anh chị nhìn một cái phân khúc hạng B cực kỳ sang trọng như thế này. Đấy. Và ở đây cũng đã có cái lớp rèm che nắng nhé, lớp rèm che nắng này, cả bốn cánh luôn, quý anh chị lát nữa sẽ được thấy. Đấy, táp ly rất đẹp phải không ạ? Táp ly rất đẹp, gương kính chỉnh điện cục điện ở đây. Đấy, nội thất bên trong của chiếc xe phải nói rằng là chủ nhân đi khá là giữ gìn. Đấy, tuy là thích độ nhiều đồ chơi trong xe thế nhưng mà đi cũng rất là giữ gìn. Đây này, kể cả những cái dây an toàn đây này cũng bao bọc những cái lớp da. Đấy, lớp da. Phần này là phần ép bụng phải không ạ? À, ép vai, ép vai. Đấy. À, toàn bộ rèm, đây là những rèm che nhé quý anh chị nhé, toàn bộ đây những rèm che nắng này, rất cẩn thận, phải nói rằng là rất cẩn thận, chủ nhân rất cẩn thận. Đây, sàn được lên sàn 3D này, rất là sạch sẽ phải không ạ? Rất sạch sẽ luôn. Nói chung nội thất của chiếc xe này quá ok. Còn các chi tiết khác thì xin bao cam kết quý anh chị zin từng phân keo chỉ một. Đây, quý anh chị có thể thấy ngay, tất cả bốn cánh đều như nhau, zin đét từ A đến Z, không mất một phân keo chỉ nào luôn. Đấy, tình trạng của hai phần sườn được khẳng định là nguyên zin, kể cả những đường dập lỗi cũng như là các cái chi tiết, những cái đinh táng của nhà sản xuất còn nguyên bản, không hề bị mất. Khá đẹp, tem vin của nhà sản xuất còn nguyên bản này quý anh chị nhá. Đấy, của hãng đấy, đây này.
Bản lề cánh cửa quý anh chị nhìn này, nguyên 7 sắc cầu vòng luôn, rất long lanh, lấp lánh đúng không ạ, rất đẹp. Đây, zin từng con ốc nhá, zin từng con ốc bản lề. Đây là phía sườn, bên lái rất ok là như vậy. Rồi, chiếc xe này chắc không có điểm trừ đâu quý anh chị ạ. Nó quá sạch sẽ, quá đẹp, quá mới. Đây, phần cốp sau của xe xem nào. Đây, cốp sau của xe đây. Những cái gì chủ nhân để lại vẫn còn để nguyên đây, chưa hề có dọn dẹp một chút nào cả. Đấy, mới về chưa hề dọn dẹp chút nào. Đây, lốp sô cua dự phòng, kích lốp, các cái dụng cụ kèm theo nguyên bản hết. Đấy, rất đẹp. Nói chung là như vậy. Chiếc này dọn dẹp thêm tí nữa thì chắc chắn là quý anh chị nhìn nó mê luôn, bởi vì nó xuất sắc về độ đẹp, độ mới rồi. Sơn xi bên ngoài đẹp, nội thất bên trong tươi. Đấy, bốn lốp còn rất đẹp quý anh chị nhá. Đây, bốn lốp còn rất đẹp, ta lông rất dày này. Đấy, táp ly bên phụ đây, keo chỉ đây, nguyên zin hết, không mất một phân keo chỉ là phần sườn này. Đóng cánh cửa vào cực chắc luôn. Đấy, đóng cánh cửa rất chắc nhá. Cánh trước đây cũng vậy. Phải nói một chiếc xe hơn 5 năm sử dụng thôi mà nó giữ lại giá trị của một chiếc xe nhập khẩu quá đẹp, quá xuất sắc. Chỉ có 360 triệu đồng thôi, bỏ cái số tiền ra đáng bỏ đồng tiền bát gạo để chúng ta sở hữu một chiếc xe này. Tội gì chúng ta phải mua những chiếc xe phân khúc các A một đầu nhỏ bé đúng không ạ? Đấy, quá ok, xuất sắc. Đóng cửa lại. Rồi, còn các cái chi tiết thì về khối động cơ của chiếc xe thì bao cam kết cho anh chị là zin từ lắp dàn cò rồi. Zin từ lắp dàn cò đây. Một cái khối động cơ chưa hề dọn dẹp một chút xíu nào cả. Sau 5 năm sử dụng nó còn hơi bám bụi một chút, nhưng không ảnh hưởng gì đến chất lượng đúng không ạ? Chỗ này sẽ cho dọn dẹp đi sẽ đẹp. Đây là những con ốc ở mặt dàn cò trên này chưa tháo lắp này. Đây, những con ốc bệ máy đây quý anh chị nhìn này. Zin đét hết nhá. Đó, zin đét hết. Phần đầu thì ok. Đây, khi mở lắp cabo lên quý anh chị có thể soi thấy ngay. Zin từ những con ốc bản lề chưa hề tháo lắp một lần. Keo chỉ nguyên bản. Rất đẹp. Đấy. Có lẽ là nó hơi bẩn chút, bẩn bụi một chút mặt thời gian thôi. Sẽ cho dọn rửa lên thì nó sẽ càng đét chiếc xe này thôi. Phần đầu như vậy ok, kể cả những cái con ốc phần tai này. Đấy. Nguyên zin nguyên bản như thế này. Máy khá là sáng nhá. Chiếc xe này rửa lên thì ra máy cực kỳ mới và sáng luôn đây này. Cái củ điện này, quý anh chị nhìn này. Đấy, củ điện đấy. Ra máy sáng như này, đẹp. Xuất sắc. Thực sự là như vậy. Đó. Và về các cái chi tiết khác đây, như phần đèn này đã được chủ độ lên những cái đèn bi projector này. Đấy, ánh sáng xanh này. Rất sáng nhá. Và những cái giải đèn led như thế này là được chủ nhân độ nhá. Bình thường không có giải đèn led như này đâu. Đấy, dưới cũng độ đèn bi này. Phải nói rằng là rất tay chơi đúng không ạ? Rất tay chơi. Đó, quý anh chị có thể quan sát thấy đèn rất sáng như pha lê vậy đúng không ạ? 5 năm sử dụng rồi, tổng thành một chiếc xe khá là ok. Đó, rất đẹp. Và vừa rồi thì quý chị đã cùng với Ba Tư Phan đi khám phá tổng thành một chiếc Hyundai Accent mới về tại Ba Tư Phan. Rất đẹp, thực sự là như vậy. Với chiếc xe này thì hiện nay đang chào bán tại Ba Tư Phan với mức giá là 360 triệu đồng cho quý anh chị. Bên cạnh đó sẽ bao rút hồ sơ và có thương lượng thêm cho quý anh chị khi quý anh chị về xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi đoạn video clip vừa rồi. Và xin hẹn gặp lại quý anh chị vào những video clip tiếp theo. Và xin kính chào quý anh chị nhé. Và đừng quên nhấc điện thoại lên và alo cho anh em theo số điện thoại 0912 912 969 để được tư vấn hỗ trợ trực tiếp để chúng ta giao dịch mua bán chiếc xe này một cách nhanh nhất. Ok.